Hi, xin chào mọi người, mình là Yuka, mình là du học sinh Phần Lan. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem nhà của mình thì có gì nha. Ok, bắt đầu thôi. Hiện giờ thì mình đang ở nhà Toas, loại nhà là share 3, tức là mình sẽ ở chung với hai người nữa, riêng phòng ngủ, chung bếp, chung vệ sinh. Mỗi phòng ngủ thì rộng khoảng 23 đến 24 mét vuông. Nhà của mình thì giá là 271,62 euro. Trong đó thì có 20 euro là bao gồm tiền điện, nước, tiền mạng nha. Khu mình ở có 7 tòa đặt tên theo thứ tự từ A đến G. Mình ở tòa E. Ở tầng 1 thì có hòm thư, bảng thông báo, kho để đồ. Bạn nào có xe đạp thì còn có cả chỗ để xe đạp nữa. Bây giờ chúng ta sẽ lên phòng của mình nha. Có một điều mình khá thích ở chìa khóa của Phần Lan, đó là nó có thể mở được nhiều cửa. Cửa vào tòa nhà này, cửa khu nhà mình này, cửa phòng mình, hộp thư, phòng giặt. Ngay bên phải cửa ra vào thì có một tủ đựng đồ. Mọi người có thể để đồ sửa chữa như là búa đinh, hoặc nước dọn dẹp, lau bếp, lau nhà. À, còn để được cả máy hút bụi nữa nha. Hiện giờ mình chưa có nhiều đồ lắm nên là những cái tủ này vẫn còn trống. Bên cạnh là móc treo quần áo và chỗ mình để giày. Hiện giờ thì mình đang ở một mình trong căn này. Chắc là tháng 8 tới sẽ có hai người nữa đến ở đây. Đây là phòng A, đối diện là phòng B, còn phòng mình là phòng C. Bây giờ chúng ta sẽ vào phòng mình nha. Đây là view từ phòng mình nè. Bây giờ là tháng 4 nên tuyết đã tan hết. Phòng của mình là unfurnished nên sẽ không có bàn, có giường ngay từ lúc đầu. Chỉ có một cái tủ như thế này thôi. Tùy vào từng phòng thì cái tủ này sẽ có 2 hoặc là 3 ô nha. Chỗ bên này thì mình để ba lô, túi đựng quần áo với cả nồi cơm. Vì trong nhà mình có mỗi góc này là có khá nhiều ổ điện nên là mình cắm hầu hết thiết bị điện của mình ở đây. À, với cả bạn nào sang Phần Lan thì nhớ mang theo router với cả dây cáp sang nha, không là không có mạng để dùng đâu. Hầu hết đồ của mình đều mua từ IKEA, nhưng mà để rẻ hơn thì các bạn có thể tìm trên chợ đồ cũ nha. Mình khá là thích cái đèn này tại vì nó có thể kẹp vào mép bàn như thế này, khá là tiết kiệm diện tích. Xin giới thiệu với mọi người, đây là máy đánh chữ của mình. Mình tìm thấy cái này ở chợ đồ cũ. Kiểu lần đầu tiên mình thấy máy đánh chữ ngoài đời thật nên là mình mua về, tại vì nó cũng khá là rẻ. Mình sẽ đánh thử vài chữ cho mọi người xem nha. Phím của máy đánh chữ khá nặng nên cần dùng nhiều lực. Và mực của máy đánh chữ là một cái ri băng tẩm mực. Mọi người có thể thấy cái ri băng trên đen dưới đỏ như thế kia kìa. Chứng tỏ là máy đánh chữ này có thể đánh được hai màu mực nha. Đây là chỗ yêu thích nhất của mình ở trong nhà, đó là giường ngủ. Đi học về mà được nằm luôn trên giường thì đúng là tuyệt vời.
Đây là poster mình mang từ Việt Nam sang nè. Mình may mắn đặt được full bộ quà tặng trong sự kiện ra mắt tập cuối của Kimetsu á. Bạn nào hôm đó săn thì có nhớ không? Và đây là toàn bộ khung cảnh phòng ngủ của mình. Bên cạnh phòng mình là phòng tắm. Mình sẽ dẫn các bạn đi xem ngay bây giờ đây. Ngay bên phải là chỗ để máy giặt. Nhưng mà mình không có máy giặt nên mình để nước giặt của mình ở đấy. Bên trên là chỗ treo khăn. Còn bên cạnh là tủ gương và bồn rửa. Đằng sau thì là chỗ treo khăn và một cái lò sưởi. Tủ gương thì có rất nhiều ngăn để mọi người để đồ nha. Đi sâu vào bên trong thì chính là buồng tắm. Tiếp theo là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cũng chỉ như các nhà vệ sinh bình thường thôi. Có bồn cầu, có bồn rửa tay này, có một cái tủ gương nữa. Cái tủ gương thì nó tương tự như là bên nhà tắm. Cũng có rất nhiều ngăn để mọi người để đồ. Bạn nào sang Phần Lan thì yên tâm bởi vì có vòi xịt nha. Tuyệt vời. Tiếp theo là bếp. Đối diện với phòng của mình. Bếp khá là rộng và thoáng mát. Và cũng khá là đủ đồ. Có bếp này, có tủ lạnh này, rồi có rất là nhiều ngăn tủ nữa. Dưới bồn rửa bát thì là thùng rác. Với cả mình để một vài cái túi ni lông đựng rác ở đấy. Bên trên thì tất nhiên là chạm bát rồi. Rửa xong thì mình sẽ để bát ở đây cho nó khô. Bếp này thì tích hợp cả bếp điện với cả lò nướng nha. Đây là tất cả số đồ để mình nấu ăn. Bếp ở đây có khá nhiều ngăn tủ nên là không lo bị thiếu chỗ đựng đồ đâu. Mình để hết cây ở đây tại vì buổi chiều nắng sẽ chiếu vào bàn này. Giới thiệu với mọi người, đây là hoa cúc dại mà mình trồng. Bên ngoài ban công mình để một cái giàn phơi ở đó. Tại vì ở tầng cao nên là ban công này có thể nhìn được hoàng hôn. Đẹp cực kỳ luôn. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người xuống xem phòng giặt nha. Muốn sử dụng máy giặt thì mọi người phải đặt lịch giặt ở trên trang web của Toast. Sau đó đến giờ thì mọi người mang quần áo bẩn xuống và giặt thôi. Nhưng mà nhớ đến giờ thì phải xuống lấy quần áo nha. Không là người khác bỏ quần áo bạn đi đâu là chết đấy. Phòng giặt ở tòa mình có 4 cái máy giặt với nhiều chế độ khác nhau, mọi người có thể tự lựa chọn. Ngoài ra thì còn có cả 2 cái máy sấy nữa nha. Đấy là cho những bạn nào không thích phơi đồ. Máy sấy thì mọi người cũng phải đặt lịch nha. Và đó chính là nhà của mình ở Phần Lan. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye!